Cô ở đây như cô sống lâu rồi, không biết là khi nào cô thấy những cái gì đó điềm gì đó mà. Tôi nói thiệt chú, là chú ở đây mà chú sợ ma là không bao giờ chú ở. Thiệt luôn. Nó có những câu chuyện gì mà cô kể nghe. Ở đây là tôi nói chú ở mà. Đúng chú rồi con. Ở đây là chú nói tôi sợ ma là giờ vô phương đi chỗ khác ở không ai. Dạ. Mà tôi nói ha là biết bao nhiêu người ở đây đấy ở. Bây giờ đó chú mà nghe bướng ha. Chú không lên chú đốt nhang đi chú ngủ đi. Tôi đố chú ngủ được đẹp. Có một ngôi mộ nằm ở đảo Phú Quốc. Đó là ngôi mộ bà lớn tướng. Bà chính là phu nhân người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Theo người dân kể rằng, vào những đêm trăng tròn, họ từng thấy một chiếc tàu cổ xuất hiện trên mặt biển gần khu vực ngôi mộ bà lớn tướng. Đây là nơi có nhiều linh thiêng, được người dân nơi đây chứng kiến. Sau khi tìm hiểu thì mình được biết cô Hồng là người canh giữ ngôi mộ này hơn 30 năm nay. Cô cũng đã có nhiều chia sẻ những câu chuyện tâm linh của ngôi mộ này. Mộ bà là mình cái làm... mộ bà là tìm vào năm 63 đó chứ. Trời trời, đi lâu rồi luôn hả? 63 rồi mà bằng đầu á tìm về đó là bắt từ ngay đó là chôn bằng đá mã đất. Cũng như chung đất luôn thôi. Nó đến sau cái dân chúng bà linh quá. Cái dân chúng hùng tiền lại cái làm đá gia quy. Dạ. Rồi cái thời đá gia quy rồi cái sao lợi tôi á là đi theo bà già tôi. Cái sao của tôi khoái luôn, cái tôi lên tôi ở cái người ta cho tiền cái tôi làm lót gạch. Lót gạch cha gạch màu cẩm thạch đó. Dạ. Đó ở trên mộ, ở trên đó nó có làm cái mộ lên á, cái mộ mày trước á thì màu trắng, mày sau màu xanh mà đều không có thấy màu xanh, thấy cái màu trắng thôi. Dạ. Rồi cái sao là cái chung... tôi mới làm cái này hồi năm 16. Ủa phải không? 2016. Giờ từ từ mới xây ra vậy đó, đó tới giờ luôn. Từ ngoài đường xá đường đi vô đây đó là trong mộ này làm hết luôn. Chứ không có, hồi đó đi bên cửa cạn á thì chúng mới đi xuồng đi qua đây. Chứ đâu có đường gì đâu. Không có đường vô đây luôn hả? Không, không có đường. Cái này tôi mới phải làm mượn. Đất liền con thấy vô đây nên nó liền luôn mà. Mới làm đường đi năm mấy năm nay à, 10 năm nay à. Làm đường đó. Chứ còn hồi đó hồi xưa là đi đường cửa cạn lộ qua xuồng. Qua xuồng chú mới lỡ bộ. Xe chú đậu trên cửa cạn. Bây giờ là xe 29 chỗ chú vô tới đây thoải mái. Ồ. Là cái đường này là ai làm cô? Tôi làm luôn, ở đây làm luôn. Dữ vậy hả? Không, nhà nước không có dọn tới gì hết. Nói đúng là cái đường này từ cái mộ bà là tôi không có tiền đâu. Tôi chắc mót có nhiêu tôi làm một chút. Thấy sao là bán mắt công xã tôi không cho. Không cho tôi lên tôi làm thêm ít ra, cái thêm ít. Bán hai đợt cũng cho tôi, cái tôi làm ít ít. Cái từ đó cái dân chúng ta ủng hộ. Với cái tiền mà ta cúng đó, chắc mót mình ăn nó có nhiêu đâu. Dạ mà tôi tặng ta cho tôi ăn đâu mà. Tại vì nắng tôi ăn tương 10 ngày rồi. Vợ chồng con này nó có gì nó vô nó ở tôi nó cho tôi ăn cũng có. Con tôi nó gửi cho ăn bà con chị em cô chị, cho tôi. Chị này là ăn nó có nhiêu tiền. Là quen với mình đó hả? Cái này, cái này là... còn hơn ruột nữa. Dạ. Bà ăn hơn còn hơn là ruột nữa. Tại đó bà con sao bằng lấy gì gần mà. Đúng rồi, tôi là ruột rồi đó. Rồi cái bà con người ta thấy mình làm vậy đó. Thì cô bác ta đi lợi con gái nè. Dạ. Ta bán đất người ta làm bất cứ cái gì cũng được. Thế thì ta lợi người ta cúng dường. Mình lợi dưỡng giá được vậy luôn. Cái này là có thập hương trong nhỏ đi. Dạ. Chứ còn nói tiền của tôi là nó dốc đó. Ở đây là nó dốc đó. Không có. Tiền của tôi nó có 1.000 bạc thôi. Của người ta tới 9 triệu lần. Chứ còn nhưng mà tiền của tôi thì tôi gậy trước. Chứ từ cái chỗ đó ta thấy mình vậy gia đình ta mới thấy mình vậy người ta mới ủng hộ thêm. Dạ. Rồi cái đó mới làm nữa đó, tôi thích chủng mới làm của đó tôi thấy làm hết thì lắp gạch đó. Đó, gạch mới là chưa chán, chưa có tiền chán. Còn nợ nữa đó. Kiểu như có tiền mình tới đâu mình làm tới thêm tới đó. Có đâu mình tới đó, có đâu làm đó. Bây giờ tới Sơn tới nữa nè. Ông này lo nợ không cái hả? Cô ở đây như cô sống lâu rồi không biết là khi nào cô thấy những cái gì đó điềm gì đó mà. Tôi nói thiệt chú, là chú ở đây mà chú sợ ma là không bao giờ chú ở. À. Thiệt luôn. Nó có những câu chuyện gì mà cô kể nghe. Ở đây là tôi nói chú ở mà. Tôi, đúng chú rồi con. Ở đây là chú nói tôi sợ ma là giờ vô phương đi chỗ khác ở không ai. Dạ. Mà tôi nói ha là biết bao nhiêu người ở đây đấy ở. Bây giờ đó chú mà nghe bướng ha, chú không lên chú đốt nhang đi chú ngủ đi.
tôi đố chú ngủ được đẹp. Chà chà. Cho nó đó, tôi đố chú ngủ được đẹp. Ôi, ghê vậy. Chú đốt nhà chú vô, chú giấy chú xin đàng hoàng thì chú ngủ được. Dạ. Còn mà chú lặng chú ngủ đi, tự nhiên chú vô chú xấu với chú nói thôi, tôi đi mệt mỏi rồi tôi ngủ ở đây, tôi đố chú ngủ được. Vậy chứ nhà người ta mà không hỏi mà. Đúng rồi, mà đốt nhà hỏi. Mà mười với bà Út vậy đó, giấc trưa ở đây một bà ngủ, một bà ngồi này. Ở trên sàn cái chuyện mà nói là lộn hai bà tưởng là hai bà lên dọn, bà này tưởng bà kia dọn dẹp, bà kia tưởng bà nội nói chuyện hoài là cái chuyện thường. Còn mà nói lấy hình lấy bóng á thì đúng ra là tôi không thấy à nha, nói mình thấy hình lấy bóng được kêu là cái nó dấp. Bây giờ là không có còn mà nghe, tại vì tôi ngủ bên đây và tôi có phòng tôi ngủ rồi. Tôi không có nghe là ngựa sẻ ngựa, chứ cái hồn đó mà tôi ngủ nó 200 con này nè, với 200 con kia 4 đứa, với tôi là 5 tháng. Nó hai cặp đó, còn tôi có một mình thôi, đó là 5 đứa mà ngủ ha, là đâu có gì đâu ngủ. Trời mưa thì còn, trời nắng thì còn chạy sắp lớp cho để ngủ. Mà trời mưa là chung dưới đó đó, nói chung dưới đó nó ngủ đó. Trời mưa mỏi không biết nói chung nằm ngủ cũng nó dốc nữa, phải là ngầu chung dưới đó là ngầu tránh mưa, tại vì mùa nam rất mà nó tạt vô nè. Là ngủ ha, là nghe cái tiếng cũng như là sảy ngựa mà tập lính vậy đó, là ở dưới đó đó. Nhưng mà tôi thì tôi ngủ. Nhưng mà chắc tùy theo người nghe thôi chứ không phải nghe. Tôi thì thông đó tôi ở ơn tôi, nghe. Tôi ngủ ở ơn tôi ha. Tôi tối tôi dăng cái mùng lên, một chiếc chiếu, một cái mền, hai cái gấu ôm, cái gấu ngủ phải không? Là tôi để một cái keo nè. Một cái cây mà lớn này nè, cây bằng pin. Tôi mà đậm mà sống tôi không sợ, mà tôi sợ mà chết tôi không sợ, mà tôi sợ mà sống. Thì lúc đó tôi còn nhỏ, tôi mới có ham ngoài 30 tuổi à. Là tôi đợi đó đó, mà tôi nghe cái dột á là tôi cầm cái đèn pin với cái cây trước rồi tôi thủ cây dao sao nữa. Để cây dao yêu cây dao, bởi vì tôi thường thường tôi bằng cá có cái dao yếm đó, tối rồi tôi lấy cái dao yếm lại. Có vợ chồng nhỏ này ra ngủ là tôi mới sợ, tôi mới để, tại vì có đàn ông tôi đâu để. Lúc đó là tôi, chị đây cũng có ở chung ở gần. Nhỏ nhỏ nó nghe đường đó. Mà lúc nó cũng cùng khùng nữa, nó cũng tỉnh như tôi đâu, tôi cũng khùng mà nó cũng điên. Thành ra là tôi với nó hợp với nhau. Rồi cái tôi nghe hoài à, tôi nghe hoài à, nghe, cứ nghe thì tôi có nghe nha, nhưng mà cái thấy thì tôi không có thấy, nhưng mà tôi thấy tàu lao, cái cậy tôi thấy có người đi, tôi thấy có người đi mấy đứa nó đầu còn vậy đó, trời ơi, cái cây mà thấy người đi, tại vì trời mưa giờ tối và cái mấy cái dương mà hồi đó chú biết là cái biển nó phải như vậy đâu, nó dột vô cái khoảng là tầm chút, chậu mắt bắt đi có mấy chục thước luôn đó. Mình bông biết ngoài mà nó vô đây luôn rồi. Nó vô mà nó lỡ tới bây giờ như vậy á. Còn mà cái tiếng chuông với tiếng mỏ với chú nghe mà 5-7 người, 1-20 người mà nói chuyện đó là cái chuyện đó chú nghe thường luôn. Chú nghe thường luôn. Còn mà tiếng chấm có nè, tiếng chuông có nè. Nghe làm cái dột, cái sạc, lộp, cọp dép đi ra nói. Cái đó là chuyện thường. Tôi mới đây nè, mới đây cũng mấy ngày đây nè. Tôi ngủ, tôi nghe bệnh tiếng chuông. Bèn. Nó ủa giờ này mấy giờ vậy mà ai gì quấn chuông vậy ta. Tôi mở cửa tôi phật cả đèn ra, tôi không thấy ai hết. Tôi lên ủa tôi lên đi ra vô cũng ai thì nó chặt bữa này vậy ha. Rồi tôi vô tôi ngủ. Vô tôi nằm thì tại vì thường thường tôi nghĩ 4-5 giờ tôi dậy tôi thấy quét nhang quét xăng dọn dẹp. Mà ở đó có một cái chuông á hả? Có chỗ nào cũng có chuông chân á, mày mẹ cũng có chuông. Cái chuông có mỏ hả? Cái chuông á. Chuông cũng có mà tiếng mỏ cũng có, nhưng mà tôi thấy là mình không có thấy nha. Tôi thấy là tôi không có thấy thì mặt là không có thấy hình bóng ai cả. Nhưng mà cái nghe thôi, rồi có khi mà nghe như là 5-10 người, 1-20 người gì nói chuyện vũ vẫn vũng vạc nha. Nhưng mà tôi không thấy người. Có gì thôi chứ còn thấy gì nữa. Cái đấy thì mình không có thấy, nhưng mà cái nghe thì mình cũng nghe. Nhưng mà ở đây mình sợ ma là không dám ở. Sợ ma thì không dám ở. Ở đây mà có ma quỷ gì đâu sợ, có ông bà. Thì con nghĩ là mình giống như mình cũng không làm gì người ta hết. Giống như mình một thế giới kia thôi, người ta sống thôi, mình không đụng người ta cũng sống đụng mình thôi. Ngay ở đây thì cái con người ta ngủ á, cũng như là có đoàn ở đất liền An Giang, chỗ này chỗ kia ta đi hành hương đó chú, đó là ta xin ta ngủ nè. Nhưng mà có người á thì mấy ngày ta đi hành hương thì đâu đó ta cúng lại, đâu đó là đàng hoàng, không có cái gì ta nghe bướm còn đâu. Dạ đúng rồi. Đó. Thành ra là ta vô ta cúng lại vậy là mấy cô bác ta mấy nhưng mà có cái là mình không cúng không lại không được thì lên cũng không được. Có mừng với lại đi ở không được thì trước tôi không có lên đây tôi ở. Con tôi nó còn nhỏ tôi ngủ ở nhà,
nó xin tôi lên đây nó ở, tôi cho nó ở. Rồi sáng tôi lên chiều tôi về, tại vì mình đàn bà nó đàn ông, nó cũng nhỏ hơn tôi cũng 50 tuổi vậy à. Tôi không có ở, tôi cho nó ở, nó chiều tôi về. Từ nào nó không ở thì tôi mới ở. Rồi ở đâu được tháng hơn tháng thì nó ở mình đi. Ở đây mà ở mà không mấy thì cũng khó ở. Có thể thấy những câu chuyện kỳ bí xoay quanh ngôi mộ cổ của phu nhân anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực mà cô Hồng đã kể cho khách nghe với giọng điệu kỳ bí được xuất phát từ lòng tôn kính tin yêu. Những câu chuyện tâm linh luôn là đề tài gây tranh cãi cho nhiều người, nhưng đến nay những câu chuyện tâm linh luôn là có thật mà không một minh chứng khoa học nào có thể giải thích được. Video đến đây là kết thúc. Các bạn xem video nhớ nhấn like, đăng ký kênh Cao Anh Trưng nhé các bạn.